Sáng 7 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang lan truyền thông tin thất thiệt về việc thiếu vàng để bán. Tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế. Theo Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường, đồng thời với việc duy trì cung ứng vàng miếng SJC để đáp ứng các nhu cầu chính đáng và hợp pháp của người dân. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ chủ động triển khai các giải pháp để đấu tranh mạnh mẽ với hiện tượng đầu cơ, gom hàng. Bên cạnh đó, việc thanh tra để làm rõ các sai phạm nếu có của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng cũng đang được khẩn trương, quyết liệt triển khai, đặc biệt là ở hai địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm 132.010 tài khoản trong tháng 5 năm 2024, cao hơn 21.000 tài khoản so với mức tăng của tháng 3 trước đó. Xét về cơ cấu, số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm trong tháng 4 vẫn chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân với 131.839 tài khoản. Trong khi đó, tài khoản của nhà đầu tư tổ chức chỉ tăng thêm 171 tài khoản. Lũy kế từ đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 645.000 tài khoản. Tổng số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tính đến cuối tháng 5 lên đến gần 7,9 triệu tài khoản, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân có hơn 7,87 triệu tài khoản, tương đương gần 8% dân số. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, do vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo, thực hiện dự án đường kết nối từ cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đến cảng Vạn Ninh. Đường kết nối từ đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đến cảng Vạn Ninh – Vạn Gia có chiều dài 9,435 km, điểm đầu nối với tuyến đường giao thông hiện trạng thuộc phường Ninh Dương, điểm cuối đấu với điểm đầu tuyến đường ra cảng. Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 520 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đến nay, dự án đầu tư xây dựng bến cảng mới chỉ thi công nạo vét, bơm cát đạt 85% tổng khối lượng, cơ bản hoàn thành hạng mục nạo vét và san lấp bãi đợt 1 và đang tổ chức thi công đóng cọc cầu cảng. Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại xã Vĩnh An, tỉnh Thanh Hóa, mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Tham nhũng Buôn lậu và Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Ngọc Gấm, sinh năm 1960, nguyên Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra, năm 2019, thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, Trịnh Ngọc Gấm lúc đó là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh An, mặc dù đã được báo cáo về diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ dự án, có cả loại được bồi thường, đất giao cơ bản theo Nghị định 64, đất công ích, và loại không được bồi thường, đất thuê trả tiền hàng năm, thường gọi là đất thầu, nhưng vẫn chỉ đạo Hà Tiến Dũng, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, và Trịnh Xuân Nam, công chức địa chính xã, cả hai người đều là thành viên Hội đồng Giải phóng Mặt bằng, ra soát, lập danh sách các hộ sử dụng đất thầu, đất ao hồ tự cải tạo, đất ngoài trích lục. Tất cả có 26 hộ đều thuộc thôn 8 và thôn 9 xã Vĩnh An. Theo quy định, các hộ này không được bồi thường về đất, không được hỗ trợ. Tuy nhiên, tại cuộc họp với 26 hộ dân này, Hà Tiến Dũng đã vận động bà con đứng ra nhận là đất của hộ gia đình được giao cơ bản, lâu dài, theo Nghị định 64, để được bồi thường, hỗ trợ và nộp lại theo tỷ lệ cho xã. Cục thuế thành phố Đà Nẵng vừa công bố danh sách 131 doanh nghiệp bị cưỡng chế tài khoản do nợ thuế theo kỳ thông báo nợ tháng 4 năm 2024. Trong danh sách này, đáng chú ý có công ty cổ phần Trung Nam, Trung Nam Land với số tiền bị cưỡng chế 591 tỷ đồng. Quyết định cưỡng chế tài khoản có hiệu lực đến ngày 23 tháng 6 năm 2024. Trung Nam Land nằm trong hệ sinh thái của Trung Nam Group, được thành lập vào tháng 12 năm 2021, đặt trụ sở tại 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trung Nam Land từng được biết đến rộng rãi trong vai trò chủ đầu tư dự án Golden Hill City tại phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.